Hi, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đến với Hoa Lan Thanh Lâm. Dạ, hôm nay là trời nó đang nắng rất là đẹp các anh chị. Nói chung là thời tiết mùa này ở Tây Ninh giống như tâm trạng của một cô gái các anh chị ơi. Đó chính là sáng nắng như thế này, xong cái chiều cái nó mưa đùng không biết khi nào luôn. Trở tay không kịp, giống như bây giờ Lâm đang quay cho các anh chị xem vậy nè. Là cây nó đang ráo đàng hoàng hết ráo. Cái chiều mưa ầm xuống. Đáng lẽ là hôm nay là thứ bảy nè, là cây nó ráo vậy, cái ngày mai Lâm sẽ xuất đi cho các anh chị, mà mình trở tay đâu kịp đâu. Đang nói chuyện vậy không chừng mưa xuống cũng chừng. Nó trời xanh lét mà trong vắt, nắng gắt luôn. Đó, cây đang phát triển rất là tốt. Bên đây là ngọc điểm, còn bên đây là hải yến rồi kiếm nữa. À, còn cái này thôi Lâm giới thiệu luôn đi cho các anh chị ha. Cái này là mini nhiều màu nè, mini là bữa đó Lâm có sức rồi chứ các anh chị. Lâm có sức cả ngàn cây rồi đó. Rồi các anh chị đặt rất là nhanh, rất là nhiều nè, hoa rất là đẹp luôn. Mini nhiều màu, cây bụi vậy nè các anh chị. Bụi lầm đó, Lâm sức đi đợt này, cây đẹp quá chừng đẹp luôn. Anh chị nhận hàng được khen Lâm nhiều lắm nè. Cây đăng nụ cũng có nè, rồi cây đăng hoa nè, rồi cây thắt ngọn nè. Đó, về mình ghép. Này Lâm chắc còn hơn 25, gần 30 chậu á. Thì bữa đó Lâm cũng giới thiệu các anh chị rồi á, thì cứ mua 10 chậu là Lâm tặng thêm 2 chậu, tức là 25.000 một chậu. Mua 10 chậu Lâm tặng 2 chậu, tức là 250.000 12 chậu. Phí ship toàn quốc của mình cho tất cả các đơn hàng nhỏ, lớn, bé gì, to gì đó cũng 30.000 thôi. Tức là đơn hàng to phí ship rất là cao, nhưng mà Lâm vẫn phải chịu cái phần phí ship đó cho các anh chị. Còn các anh chị chỉ chịu cho bưu tá đi, giống như mình trả lương cho bưu tá thêm 30.000 đi, mình giúp đỡ cho bưu tá. À, bưu tá người ta giao hàng tới nơi, tới nhà cho mình luôn, thì 30.000 cho một đơn hàng rất là rẻ các anh chị ha. Coi như mình giúp đỡ bưu tá đi ha. Đó là 30.000 phí ship đồng giá cho tất cả các đơn hàng luôn. Thì mini này Lâm còn chắc cũng hơn 25, gần 30 chậu gì đó. Nên các anh chị muốn mua hết á, mua hết 20 chậu này thì Lâm sẽ tặng thêm 5 chậu nữa nha. 20 chậu Lâm sẽ tặng thêm 5 chậu, 10 chậu tặng 2, 20 chậu tặng 4. Như đây nữa là hết rồi các anh chị. Nè, cây như thế này nha. Đó. Đó, Lâm để ra cho các anh chị xem cho chính xác. Nè, quá trời màu nè, này tím đậm nè. Đó, đôi khi mấy cái cây này có nụ luôn. Cái cây này giống nhau nhưng mà nó ra màu lại khác nhau, nên đây là màu sổ số nè, màu tím nè các anh chị ha. Còn này màu hơi tím tím. Rồi màu này thì xanh lét. Đó, thì ra màu rất là nhiều màu luôn, như trên màn ảnh, màn hình các anh chị đang thấy á, ha. Thì Lâm còn lô này cỡ 20 chậu, Lâm tặng thêm 5 chậu cho các anh chị ha. Rồi chưa? Rồi qua tiếp theo. Đây là hải yến. Hải yến hoa nè các anh chị. Nó cây này cây mà trưởng thành rồi nè. Rất là đẹp luôn nha. Nó hải yến này nó thơm nha, hồng cánh sen nè. Giống như mà ngọc điểm hồng cánh sen. Ngọc điểm này nè các anh chị, hồng cánh sen á. Hồng cánh sen thì một cây của nó vài triệu lận. Hồng cánh sen bây giờ, hiện tại bây giờ trước tới giờ nó còn mắc, nên Lâm không có nhập cái cây đó. Cây đó nó mắc quá, mình nhập rồi các anh chị về chia sẻ là nó khó lắm. Đó, nên mình lấy cái chậu hải yến này đi. Hải yến này cũng hồng cánh sen nè. Rồi nhưng mà nó ra hoa quanh năm, thay vì nghinh xuân ngọc điểm của mình á, Tết nó ra thì nhà nào cũng phải có cái loại này thì là đương nhiên rồi. Nhưng mà cũng không thiếu cái loại này để mình chơi quanh năm. Đó chính là hải yến các anh chị. Hải yến ha. Hải yến mình trèo, mình trồng trên cao ha, trồng trên cao. Hải yến trên cao chứ không phải là hải dưới nha các anh chị. Là hải yến nha. Hải yến mình trồng trên cao, rồi mình bỏ vô cái chậu năng phụ, rồi mình bỏ than hay quả thông vô ha. Có cây này nè, mỗi nách lá là một cành vòi hoa nè. Vòi hoa, đây có nụ nè các anh chị. Lâm sẽ ưu tiên chọn loại nụ cho các anh chị trước và loại có hoa trước nha. Còn cái loại này hoa tàn rồi nè, nó nhưng mà nó xiên hoa, vài bữa nó lại ra nữa, về mình trồng thuần nó lại ra nữa. Là cái giá của mình là 150.000 một chậu ha. 150.000 một chậu. Anh chị mua combo từ 2 chậu ha. 2 chậu là 300.000. Nè, cây như thế này nè các anh chị, có cây có nụ. Thì cái nụ này vài bữa về các anh chị nếu mà nó nở ra thì mình xem hoa, còn nè, cái hoa nè, vài bữa về các anh chị cắt giùm Lâm nha. Cho cái hoa mới nó ra nó sẽ tốt hơn.
Đó. Bữa đó Lâm về rồi, Lâm về một lô rồi, mấy thùng lận. Nhưng mà cái những cái lô đó là khách sỉ người ta đặt. Xong là Lâm đóng đi luôn. Lâm kiểm tra hàng rồi Lâm đóng đi luôn cho các anh chị. Rồi còn thừa lại mấy combo là Lâm bán bữa đó mỗi combo là 2 chậu á. Đó. Rồi Lâm cũng xuất hết luôn rồi. Thì hôm qua Lâm mới về lô mới. Lô mới thì cây này mình nó rất là lì các anh chị. Đó. Lâm đưa nó ra ngoài. Đó. Xong rồi cho nó thoáng khí. Rồi các anh chị đặt hàng thì Lâm gửi đi. Cái này, cái loại này nó lì lắm. Anh chị đi cả tuần hay tuần lễ không sao á. Này đơn thân mà. Rễ gió. Ha. Nè, hoa nó đẹp lắm các anh chị. Đó, một trụ khủng như các anh chị đang thấy trên màn hình đó. Mình trồng vậy đó, nó thơm dữ lắm. Nha. Nè, cây nó như thế này nè. Nó ưu tiên chọn cái loại nụ cho các anh chị trước nha. Ha. 300 ngàn một cặp. Phí ship đồng giá luôn, 30 ngàn luôn. Cây này nụ nó ra nè các anh chị, dạch cái nách ra đó, mở cái nách ra nè đó. Dạch cái nách ra đó, nách bên này ra trước xong mới tới nách bên này đó, đẹp chưa các anh chị? Đã ha. Rồi 150.000 một chậu thôi. Cái chậu nào mà hoa tới nơi mà nó héo thì các anh chị cắt giùm Lâm luôn đi, mình dưỡng cái cây đi ha, dưỡng cây mình vô chậu mới, vô thang, vô vỏ thông nè. Ôi cây bên này nụ bên này rồi, nụ bên này nè, đó nụ nó nhú lên nè các anh chị. Các chị thấy rõ không? Lâm zoom rõ lại ha. Nè nó nhú ở trong nè các anh chị thấy không? Trắng trắng nè, đó. Trắng trắng đó là nụ đó. Nè mới nhú nè. Đó, mới nhú. Cây như thế này nha. Đó. Là cái lô này hôm qua Lâm cũng đóng đây cho khách sĩ rồi. Còn một thùng này thì Lâm sẽ chia sẻ lại cho các anh chị mua lẻ nha. Đó, nè, hoa rất là đẹp các chị. Đó, thì còn cũng ít thôi. Các anh chị nào, tại vì các anh chị, nhiều anh chị đặt hàng trước á, đặt hàng trước các anh chị cũng mua lẻ, nhưng mà đặt trước của Lâm thì Lâm đã ship đi rồi, ship trong hôm nay. Còn các anh chị nào chưa đặt thì tranh thủ đặt ha, tại vì cái lô này lô cuối cùng Lâm nhập trong năm nay. Có lẽ là các anh chị nếu mà cần nữa thì qua năm sau ha, qua Tết năm sau cũng có thời điểm này sẽ Lâm sẽ về tiếp. Nó chỉ một năm, cây nó lớn lên chỉ có một cỡ này. Đó, cỡ này cỡ đủ chuẩn để xuất á, và qua năm sau người ta mới có nữa. Cái này Lâm nhập Thái Lan nha, Hải Yến ha. Đó, các anh chị nào đặt hàng thì cứ liên hệ với Lâm thiệt là nhanh nha. Đó, hoa rất là đẹp nè, thơm nha, hoa này thơm. Hoa thơm và đẹp, màu hồng cánh sen. Đó, còn các anh chị nào muốn mua ngọc điểm chơi á, thì ngọc điểm 3 cặp lá của Lâm là 90 ngàn. Ha, 90 ngàn 3 cặp lá trở lên. 3 cặp rưỡi nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3 ha. Đó, bùng. Dưỡng và nó bung ra, mưa nó ăn xuống nó bung ra đẹp quá chừng luôn. 90 ngàn chậu nha các anh chị nè, đẹp ơi là đẹp luôn ha. Này ngọc điểm nè, ngọc điểm này từ đây tới Tết, tới Tết là bung lụa ra nở dữ lắm, thơm phức luôn, mà không biết là tới Tết còn không nữa. Đó, tới Tết thì nó lớn hơn thì giá rất là cao, giá tầm 180 đến 200, tại vì Lâm dưỡng tới đó là nó lớn dữ lắm. Nó lớn các anh chị cho ăn phân siêu ra rễ nè, siêu to lá nè, bên Lâm có cung cấp luôn á. Là lá nó bẹ ra, lá mít thiệt là đẹp luôn, rất đẹp. Màu này có thể là màu trắng hoặc là màu cam nè. Nè, màu trắng thường là nó xanh lét và màu cam lá nó dài. Mỗi màu nó sẽ đặc tính lá nó khác nhau nè. Cây này màu tím nè. Đó. Rồi cái lô này lô sổ chớp á các anh chị. Sổ chớp là lúc trước Lâm có giới thiệu cái mặt bông sổ chớp, Lâm có để trên màn hình cho các anh chị á. Đó, mình hên thì mình về mình được chớp ra cũng đẹp, nó quý hơn ha. Đó này 3 cặp lá nè, đó mướt thiệt là mướt luôn các anh chị nha. Đó ngọc điểm ha, ngọc điểm trung, size này size hoa Tết nha các anh chị, hoa Tết nha. Năm nào ở thời điểm này Lâm cũng nhập cái loại này á để mà Lâm dưỡng để cho hoa Tết. Còn nhiều anh chị mua sỉ á thì 50 chậu là đông rồi, Lâm đã đóng sỉ cho các anh chị rồi nha. Đó, đẹp lắm. 3 cặp lá, 3 cặp rưỡi nè. Nó đẹp ớn không? Nè, nó bung rồi nè. Đó. Nè các anh chị, cây nè. 90 ngàn giá rất là rẻ nha. Bình thường ra ngoài thị trường không có giá này nha. Lâm đảm bảo luôn. Tại vì Lâm nhập số lượng lớn và Lâm phân phối sỉ. Rồi cái này Lâm chia sẻ lẻ lại cho các anh chị. Nhưng mà giá nó cũng rất là mềm cho các anh chị sưu tầm á. Ha, đủ màu luôn. Nè, rất là đẹp. Đó, đẹp chưa? Rồi các anh chị nào đặt hàng cứ liên hệ với Lâm qua số điện thoại 0978 813 282 nha. Con này kiếm nè, kiếm vàng gieo hạt.
Đó. Nè các anh chị, chậu thùm lum mướt mượt luôn. Kiếm này thì 150.000 một chậu. Các anh chị mua combo 2 chậu thì Lâm tặng thêm 1 chậu nữa nha. Nè. Ồ ồ rễ đẹp lắm. Cây xanh mướt các anh chị. Kiếm ha. Kiếm 150.000 combo 2 chậu 300.000, tặng thêm chậu nữa. Tại vì Lâm đang sức nhanh cái lô này á để mà Lâm dọn luống lên cái giống mới nữa. Đó, hổng rài sức cũng gần hết rồi các anh chị, còn ít này thôi. Ha. Các anh chị nào đặt hàng cứ liên hệ nhanh chóng nha. Anh chị nào mua sỉ cái lô kiếm này cũng được nữa, giá rất là rẻ luôn nha. Lâm có đóng sỉ lẻ còn cắt la da nở quá chừng kìa. Nó nguyên vườn cắt la da của Lâm bên này nè. Đó, cắt la da nè. Đó. Còn dendro nắng thì bên kia, tuốt trong kia. Vài bữa Lâm giới thiệu chứ giờ lại giới thiệu nó nhiều quá thì các anh chị nắm bắt nó không kịp. Nó từ từ thôi nha. Đó, còn cái lô này thì nãy giờ Lâm cũng giới thiệu rồi đó, mini nhiều màu nè, rồi hải yến nè, rồi ngọc điểm nè ha. Rồi các anh chị nào đặt hàng cứ nhắn tin cho Lâm qua số điện thoại hoặc là điện thoại trực tiếp cho Lâm đi cho nhanh nha. Điện thoại cho nhanh. Rồi các anh chị nào đặt hàng cứ liên hệ thiệt là nhanh nha. Rồi Hoa Lan Thanh Lâm xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.